Kính thưa tất cả quý vị yêu mến, thật là có nhân duyên để tôi được về đây, được là một người con của quê hương xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, anh hùng. Và với tôi, quê hương luôn luôn là một nơi mà chúng ta dù có đi xa thật xa cũng không thể nào có thể quên được. Và với những kỷ niệm, những ký ức ngọt ngào về quê hương, chắc chắn rằng bài hát chèo ngay sau đây, một tác phẩm mà tôi viết tặng cho làng văn hóa Cẩm Hoàn, xin được gửi tới quý vị sẽ là nỗi nhớ, niềm thương, xin được gửi tới cho những người con của quê hương Cẩm Hoàn đang ở xa quê. Bài hát chèo Cẩm Hoàn quê mẹ yêu thương theo điệu Đào Liễu với soạn giả, soạn lời Đặng Thu Hà qua sự thể hiện của nghệ sĩ Phương Loan và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thiên thần ngũ lão quốc con buồn
xin cảm ơn quý vị. Và tiếp nối ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa vũ điệu kết đoàn với sự trở lại của các cô, các chị của chi hội phụ nữ thôn Cẩm Hoàng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
Hoàn đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay. Một lần nữa, phép tôi thay mặt những người thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng, xin được kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.